Rồi Tùng chào người nha. Thì tối hôm nay Tùng lên một con máy, đó là con Stradic SW10000HG bản mới nhất 2020, cũng là bản cao cấp của con Stradic hiện tại bây giờ nha mọi người nha. Thì con này giá mới hiện tại là 6 triệu 2. Thì hôm nay Tùng về được một con này. Thì cái con này nó chỉ thiếu một cái hộp và sắt thôi mọi người. Ron nó đầy đủ này, tôi quay máy này, đai này mọi người, cái đai này là đai theo máy luôn nha mọi người nhé, đai zin này, đai zin theo máy luôn này. Con này nó có cước build shop nha mọi người nhé. Thì nếu mà mọi người, con này hiện tại giá mới là 6 triệu 2 nha. Thì lát nữa Tùng sẽ báo cái giá mà Tùng bán cho mọi người nha. Thì mọi người nghe thì cũng bất ngờ luôn á, tại vì cái con Stradic SW á, 6.000 á, nếu mà người mua lại hiện tại bây giờ thì giá nó sẽ dao động là khoảng từ 4 triệu 9 đến 5 triệu 1. Còn cái con 8.000 á thì nó sẽ dao động từ 5 triệu 1 đến 5 triệu 3 nha mọi người nha, giá mua lại nha. Còn con 10.000 thì mọi người biết rồi, cứ mỗi size nó hơi lớn hơn á, thì giá nó sẽ cao hơn mọi người nhé. Thì con Stradic này mọi người á, thì Tùng lấy về nè nè, thì con này nguyên zin nha mọi người nha. Thì nhưng mà nó sẽ có chày xước này. Tôi đi qua cái tay quay trước đi, thì tay quay mọi người nhìn này, tay quay thì bình thường, con ốc thì nó có sơ thôi nha, tại vì nhiều khi bỏ người nó chà xuống á, thì này bình thường nha. Thì tay quay nó sẽ chạy nha mọi người, tay quay nó có chạy, từ lát nó giá Tùng bán thì nó sẽ rẻ đấy người nhìn này. Thì những cái vết chạy này nó sẽ là điểm trừ và nó sẽ làm giá tiền nó sẽ đi xuống với đối với con máy nha mọi người nha. Nhưng quan trọng là cái chất lượng của nó đây. Đây là vợ chạy nè, chạy sơn nha mọi người nha. Nếu mọi người không quan trọng á thì cái vấn đề thẩm mỹ á thì cái con này thì quá ok luôn nha mọi người nha. Này. Đây là nắp nó nè. Tôi sẽ quay kỹ mọi người coi nha. Còn đây là máy nè mọi người. Hai bên nè mọi người. Đẹp nha, hai bên luôn đẹp nha. Chân máy đẹp nè. Trong máy đẹp nha, bên nó này, hai bên này, hai bên đều đẹp hết nha mọi người nha. Phần body nó này mọi người đẹp nè, nó dính bụi nha, này, đẹp nè. Hai bên rotor nó này mọi người đẹp nha mọi người nha, hai bên rotor này đẹp nè. Nói chung là con này là phần rotor đẹp hết nha, này. Bên trong nó mọi người nè, nói chung là nguyên zin nha, ok hết nha. Đấy thì con này SW10000 mọi người nha. Thì cái phần tay quay nó trầy nha mọi người, trầy cái tay cầm tay quay này, này. Có một hai vết xước nhỏ nhưng mà có một vết xước vết chạy nha mọi người, vết chạy này, chạy dưới, chạy sơn thôi mọi người. Cái này mà anh em mà ai biết, những người thợ sơn á, người ta sơn lại cho mọi người vẫn được nha mọi người nhé. Bịch lông đờn này còn y nguyên nha mọi người nhé, cái gì thiếu cái hộp thôi. Đây máy này, đây là cái cối nó mọi người nha. Lát nữa Tùng sẽ lắp vô người nha, Tùng sẽ cố gắng nói thật là nhanh cho mọi người nhé. Tại vì dạo này Tùng đăng clip lên nó trên 10 phút đó, nó không cho đăng mọi người. Bữa Tùng đăng 2-3 ngày mới đăng được luôn. Đấy, đây là con SW10000HG mọi người nè. Cái cối nó còn đẹp nè, nó có xước nhẹ nè mọi người nè. Không quan trọng nha mọi người nha. Xước nhẹ. Rồi thì ở trên này này thì cái anh khách đó anh chia sẻ với mình đó, thì khi câu á, khi gác cái cần vào cái trống á mọi người, trống vê này, khi cá đang á nó kéo á thì cái trống nó sẽ va vào nha mọi người nha. Đây nó va vào cái cối nè, va vào cái cối đấy. Ngoài ra thì máy không vấn đề gì hết nha mọi người nha, nó vấn đề là thẩm mỹ thôi. Tôi bây giờ tôi sẽ lắp vào cho mọi người xem nha. Mô đun này ok nhá, siết này ok này nhá, nó chỉ vấn đề và thẩm mỹ thôi mọi người. Đấy. Rồi người nhìn này, tôi sẽ ráp TV vào tầng quay mọi người nhá. Tại con này Tùng review nhiều rồi mọi người, bây giờ Tùng sẽ nói sơ con này thôi và Tùng sẽ báo giá cho mọi người thôi, và Tùng sẽ đi vào những cái phần khác nữa. Đấy. Này. Đó.
quay rất êm mượt nha mọi người nha. Thì con máy này chỉ thiếu cái hộp thôi nha mọi người. Thì con máy này Tùng thu vào là 4 triệu 6 nha mọi người nha. Thì Tùng sẽ bán cái con máy này là 4 triệu 8. 4 triệu 8 nha mọi người nha. Đấy, con Stradic đời cao nhất hiện tại bây giờ. À, Tùng bán với giá 4 triệu 8 nha mọi người nha. Đấy, anh em nào mua thì nhanh chân nha mọi người nha. Tùng chỉ về được con duy nhất này thôi nha. Đấy, nếu mà mọi người không có chê ngoại hình của nó. Ngoại hình của nó thì tầm khoảng 93 94% mọi người. À 93% thôi, Tùng cho 93% đi. Nó chạy một điểm này, tay quay này có ánh xíu này và cái nắp thôi, ngoài ra còn ok hết nha mọi người nha. Đấy, ron đầy đủ này, nó như thiếu cái hộp thôi. À, đai đầy đủ này. Đấy, quay êm mượt cho mọi người. Con này là SW kháng nước và dòng 10.000 này á thì khối lượng của nó tương đương với nhiều khi nhẹ hơn cái con Ben Ben Slammer của mọi người 5,5 á. Đấy, trọng lượng của con này thì Tùng quên này. Nói chung là nó sử dụng công nghệ Hagen mọi người nên trọng lượng nó rất là nhẹ nha. Con 10.000 này nó không có nặng đâu mọi người, nó nhẹ. Đấy, rất là êm mượt nha mọi người nha. Rồi, 4 triệu 8 cho con máy này nha mọi người nha. Tùng làm nhanh luôn, 4 triệu 8. Thì hôm nay Tùng cũng cảm ơn hai cái vị khách, một vị khách ở Huế và một vị khách ở Sóc Trăng á mọi người, đã ủng hộ hai con máy của Tùng á. Thì đáp lại cái tình cảm của họ thì Tùng tặng cho họ là full hai nồi cước của máy đó, full hai dây đai. Bên cạnh đó thì Tùng cũng bao ship cho họ luôn, bao ship nha. Với lại là Tùng tặng một cái món quà nhỏ ở trong mỗi con máy đó, nên khi mà khách mở ra hai con máy đó thì khách sẽ thấy hai cái món quà đó. Rồi, thì đó cũng như lời cảm ơn của Tùng dành cho khách đã ủng hộ Tùng nha mọi người nha. Đấy. Rồi, bên cạnh đó thì Tùng cũng muốn giới thiệu một con máy mà nếu mà không có gì thay đổi á, thì ngày mai con máy đó sẽ về về và Tùng sẽ review. Đây, mọi người biết cái con máy CNAT 4000FD này không? Thì con máy này nó cực kỳ trâu và cực kỳ khỏe luôn mọi người nha. Kéo bò mười mấy ký bình thường luôn nha. Thì con này nó chỉ là size 4000 thôi. Đây nè, nó sử dụng sở hữu 4 bodin nha, màu xanh nha mọi người nha. Nhưng mà đây là cái con bản thường thôi nha mọi người nha. Tùng lát nữa Tùng sẽ đưa cho mọi người một cái con bản giới hạn. Đây, con bản thường này cực kỳ đẹp, màu xanh nha mọi người nha. Đó, thì con này rất nhiều anh hiện tại săn bây giờ luôn nhưng mà không có hàng mọi người ạ. À, không có hàng luôn. Đấy, không có hàng. Con này cực kỳ đẹp. Thì con này đợt trước là Tùng sưu tầm đồng con này cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà có một anh khách năng nỉ quá, Tùng bán lại cho anh rồi. Đấy, này cái đồng hồ của Tùng này, này tay Tùng này. Nói chung là con này là của Tùng sở hữu á, nhưng mà Tùng đã bán rồi. Thì ngày mai Tùng sẽ về một con rất là đặc biệt, đó là cái con không phải là cái bản này nha mọi người nha, mà là bản đuôi chuột, bản giới hạn. Thì cái bản này là một số rất là ít luôn người sở hữu được cái con đó nha mọi người nha. Đấy, con này nhưng mà là bản đuôi chuột nha mọi người, cực kỳ hiếm luôn. Đấy, thì Tùng đã thương lượng với cái anh khách đó mọi người trước đó tới giờ rồi. Thì anh đó nói chung là Tùng nghĩ anh đó không bán đâu, nhưng mà Tùng mà nhắn tin nhiều quá anh đó nói thôi đỡ lại. Thì Tùng muốn chia sẻ lần này là ngày mai Tùng nếu mà không có gì thay đổi thì Tùng sẽ về được cái con đuôi chuột đó mọi người nha, và Tùng sẽ là người review con đuôi chuột đó đầu tiên trên kênh YouTube Việt Nam luôn nha mọi người nha. Hiện tại thì tất cả kênh YouTube á, Tùng coi rồi thì hiện tại nó không có cái con đó. Thì hy vọng ngày mai nó sẽ về đúng và Tùng sẽ review cái con này. Còn nếu đó thì Tùng sẽ báo trước như vậy luôn. Còn nếu anh khách nào thích thì có thể inbox với Tùng, thì Tùng sẽ đỡ lại cho anh đó. Tại vì con này rất là nhiều người kiếm thì Tùng cũng muốn lấy về thôi. Giá nó thì hơi cao nha mọi người nhé, không có rẻ đâu. Thì Tùng báo trước như vậy, giá nó hơi cao. Bản thường này thì nếu mà đẹp thì nó đã cao rồi, nhưng mà cái bản đuôi chuột nữa thì nó là bản giới hạn nha. Đó, thì giá của nó là cực kỳ cao luôn. Đấy, thì anh em nào muốn sở hữu được cái con duy nhất đó thì cứ inbox với Tùng nha. Đấy, thì ngày mai Tùng về thì tối mai Tùng sẽ làm review luôn. Còn nếu mà tối mai nó không về thì Tùng không làm review cho người được nha mọi người nha. Rồi, ok, Tùng báo như vậy thôi. Đấy, rồi bây giờ Tùng trở về lại con Stradic này nha. Đó, nếu anh em nào thích thì cứ chốt với Tùng con này nha mọi người nha. Giá 4 triệu 8 thôi, cực kỳ rẻ luôn mọi người ơi. Đó, mọi người câu cực kỳ bền luôn.
đó, nó ngoại hình nó có xước là Tùng sẽ Tùng review kỹ cho mọi người rồi. Ở bên cái đít nó mọi người, cái đít nó có một vết xước nữa nha mọi người nha, cũng là do cái chống cần thôi đấy. Ok, nếu người mua thì cứ Zalo Tùng nha, móc Zalo Tùng đó, thì thủ tục như cũ thôi, 30% giá trị máy và Tùng sẽ ship cho mọi người nha. Rồi nếu mọi người yêu quý con Tùng thì đó là một like, một đăng ký và chia sẻ Tùng nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha.